cho Thương 20 giây và bây giờ sẽ là 20 giây tiếp theo. Thế mạnh của anh Bảo thì thiên về chicken. Chicken là một bộ môn nó kết hợp của taekwondo là đá với lại xoắn của bên nhào lộn. Thế mạnh của mình thì thiên về nhào lộn nhiều hơn, còn chạy địa hình thì mình không mạnh về mấy cái thể điểm đó. Cổ vũ cho Nhân nào mọi người ơi. Anh ấy đã tận dụng tất cả những gì đang có tại hiện trường của chúng tôi. Wow! Thời gian vẫn còn. Có người nói đây là sự nông nổi và bồng bột của tuổi trẻ liều lĩnh. Nhưng ngày hôm nay, tại sân chơi này, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy được những niềm đam mê và khát vọng của họ vượt qua các thử thách. Chào đón mọi người đang đến với Đấu Trường Đường Phố. Với sự đồng hành của nhãn hàng nước tăng lực Red Bull, tiếp năng lượng tích cực, hút tung thách thức. Đến với đấu trường đường phố, chúng ta sẽ trải qua rất nhiều môn thể thao mang đậm nét văn hóa đường phố. Và đặc biệt hơn hết, đam mê này sẽ được chia sẻ bởi những câu chuyện rất chân thực. Và ngày hôm nay sẽ là ngày của Parkour. Hãy chờ đón xem những vận động viên Parkour của chúng ta tài năng như thế nào. Và bây giờ xin mời mọi người hãy chào đón hai đội thi đấu ngày hôm nay. Đội đầu tiên được mang tên Gia đình Bồng Bóng. Và đội thứ hai, Hu Bo Da. Và đồng hành với hai đội Parkour ngày hôm nay, bên đây chính là Winner, một thành viên của B336, sẽ là đội trưởng đội cổ động. Và đội bên đây đó chính là Hu Bo Da, với sự đồng hành của đội trưởng đội cổ động, bạn Hana. Xin chào Tú, xin chào Nhân và xin chào Dương. Mỗi bạn đều có một câu chuyện của riêng mình đối với bộ môn thể thao parkour nói riêng và cả cuộc sống của mình nói chung nữa. Hoài Đức Bờ cũng rất ấn tượng với anh chàng này, trẻ tuổi và có duyên với điện ảnh lắm các bạn à. Đúng không nào, một người bạn thân của Rộm đúng không? Yay! Osuta, anh Tú Wilson, Ngao và chúng tôi là Huda. Tới hiện tại thì mình đã tập parkour tới bây giờ chắc phải được 9 năm. Và với mình thì parkour là một điều gì đó rất là thiêng liêng. Nó làm cho bản thân mình trở nên đặc biệt đối với mọi người. Xin chào, mình là Dương. Mình đến với parkour đến nay là khoảng ngất ngưỡng tầm gần 10 năm. Khi mà mới tập parkour, Tú lặn lội từ trên Sài Gòn xuống Suguchi để đón mình lên. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ nhất. Và sau đó anh em chơi chung bắt đầu cũng gọi là thân với nhau rất là nhiều, rồi đi chung như hình với bóng vậy. Hello, chào mọi người, mình là Nhân và mình lớn lên từ đường phố theo nghĩa đen. Ban đầu thì không có nghĩ là sẽ chơi cái môn này đâu, tại vì mình lên công viên, lên vòng vòng chơi thôi, thì có một ngày có một nhóm người tới công viên, họ làm cái gì đó, họ nhảy cái này cái kia thì mình thấy thắc mắc. Mình cũng thấy lạ nên là mình tới mình hỏi mọi người thì biết đây là parkour. Thì mình có xin tập rồi mình tập chung với mọi người thì khoảng thời gian thì mình thấy việc này nó thích thú thì mình theo đuổi nó. Lớn lên theo đường phố là giống như là nghĩa đen, là nó giống như là mình không có nhà, mình gọi là bụi đời từ lúc nhỏ luôn. Thì mình sống với mẹ được tới năm 10 tuổi thì mẹ không có gọi là khả năng để nuôi nữa, thì gửi qua cho bên gia đình của ông bà nội nuôi tới bây giờ. Từ khi mà tập được parkour thì có rất là nhiều điều may mắn tới với mình, cả về cuộc sống, cả về nghề nghiệp. Parkour đã mang tới cho mình một cái cơ hội thử sức với lại một vai trò là diễn viên. Và tới hiện tại thì mình đã có được một vài dự án nhất định, một vài dự án gì đó gọi là để đời cho bản thân mình rồi. Và khi đến với parkour thì
cái người mà mang tầm ảnh hưởng đến với mình nhất á là ngoại của mình. Mình bắt đầu ra đời nhưng mà thời gian đó mình chưa có công việc làm ổn định thì ngoại cho mình một cái nghề. Trong cái thời gian mà mình làm á, mình cảm thấy mình không được thoải mái, mình không được vui trong cái những lúc mình làm đó. Thì cũng đến một ngày mình nói chuyện với ngoại mình là mình bày tỏ hết cái cảm xúc của mình lúc đó ra, là mình thích cái này và mình không thể theo cái nghề mà ngoại mình muốn nữa. Và một thời gian thì ngoại mình qua đời. Là một người diễn viên nó rất là cực, khi mà quá áp lực với công việc á thì cái việc đầu tiên mà mình làm có vẻ là mình bắt đầu ok kéo anh em đi tập, vẫn giữ cái tính trẻ con của mình á. Với mình bác cô là tất cả. Bác cô nó có ý nghĩa lớn lắm, là tại vì nếu mà không có bác cô thì mình cũng không biết là bây giờ mình sẽ làm cái gì. Điều mà ngoại lo lắng nhất cho mình á, sau khi mà ngoại qua đời á, thì mình sẽ có một cái công việc nào đó ổn định hơn và làm chủ được cái tài chính của mình. Cũng nhờ đến bác cô thì hiện giờ mình đang hoạt động trong chuyên lĩnh vực sân khấu và mình có một việc làm khá là ổn định cho đến bây giờ. Tích cực thì sẽ tạo ra động lực. Những lúc như thế, bác cô chính là nơi tôi lấy lại tự tin của chính mình. Niềm hạnh phúc của tôi đã được tiếp tục với bác cô. Và tôi sẽ cố gắng không ngừng không nghỉ để cho ngoại tôi thấy tôi thành công. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn để trở thành người giỏi nhất đối với bản thân mình. Huboda, một cái tên nghe rất là lôi cuốn. Vì sao các bạn đặt tên này? Cái tên Huboda đó nó không có như mọi người nghĩ. Mình ví cái cộng đồng của mình như là một cái hũ và tụi mình là những viên đá quý. Huboda nó có nghĩa là hũ bỏ đá. Yeah. Những chai sơ ở đây sẽ là một viên đá quý và tụi mình sẽ bỏ tất cả những viên đá quý đó vào cái lọ để tụi mình có thể bung bể cái lọ đó ra cho mọi người thấy được sức lực và sức mạnh của tụi mình như nào. Rồi còn đâu bên đây nào? Đến với bộ môn thể thao parkour. Cái tên gia đình bong bóng là một cái tên rất là quen thuộc đối với những bạn đam mê, bởi vì đây là một trong những đội rất mạnh. Nhưng mà không biết sao, nguồn gốc từ đâu mà mình có cái tên nam tính quá vậy, bong bóng á. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình là Thái Bảo, hiện tại là trưởng nhóm của gia đình bong bóng. Nhóm mình đã được thành lập được 13 năm, từ năm 2007. Và cái tên gia đình bong bóng không như mọi người nghĩ, không phải là những quả bong bóng dễ vỡ, mà khi những quả bong bóng bay lên và đoàn kết lại với nhau thì nó sẽ tạo nên một sức mạnh cực kỳ vững bền và một ngọn lửa đầy nhiệt huyết. Xin chào, mình là Thái Bảo, trưởng nhóm hiện tại của Bubbles Family. Mình tham gia Bubbles Family từ năm 2010. Và sau 3 năm tập luyện, mình đã du học 4 năm tại Pháp. Thì sau 4 năm đại học, mình đã có rất nhiều lựa chọn là một ở lại hoặc trở về. Ở bên Pháp thì có rất nhiều điều kiện về vật chất và điều kiện về công việc. Thế nhưng sau 3 năm tham gia cùng với nhóm Bubbles Family, mình cảm thấy là mình được cháy hết mình. Mình cảm thấy đấy là cuộc sống của mình cần phải có tình cảm anh em, những người thân thiết để luôn cùng mình gắn bó và vượt qua những khó khăn. Cho nên là mình đã có quyết định là trở về cùng với anh em của gia đình bong bóng. Vào cái thời điểm mình trở về thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Lúc đấy là nhóm đang có rất nhiều cái bộn bề. Mình đã có quyết định là kêu gọi tất cả những anh em còn có thể hoạt động, hướng dẫn cái tinh thần của anh em lên. Mình là Huy, với biệt danh là Thổ Dân. Sau một thời gian tập là 25 thì nhóm bắt đầu tan rã, bởi vì các anh lớn cũng phải đi lo công việc. Mình bắt đầu đi làm nhưng mà vẫn không ngày nào là không nghĩ đến là mình vẫn muốn đi tập, mình phải đi tập. Chưa giờ mình từ bỏ nó. Đúng lúc đấy là anh Bảo ống về. Anh ấy lên, anh ấy truyền một cái ngọn lửa mới mẻ. Mình cảm thấy cái con đường này đúng đắn. Mình không thể bỏ cái môn này. Xin chào, em tên là Bảo. Em đến với parkour từ năm 2014. Em đã có một cái khoảng thời gian rất tiêu cực đối với bản thân của em. Thì em đã quyết định
em tự lập cuộc sống của mình. Em chọn cách vừa làm, vừa tập và trang trải cuộc sống ở trong Nam. Em làm thêm các công việc tay chân để nuôi bắc cua. Sau đó, anh Bảo Bống kêu gọi các anh em ở xa về. Thì em đã cảm nhận được nhiệt huyết. Anh ấy vẫn còn, anh em vẫn chung chí hướng và em muốn gắn bó cho đến tận bây giờ. Và cái mục tiêu hàng đầu của mình chính là để cho thời kỳ đỉnh cao của nhóm được quay trở lại. Anh em mình hãy quyết tâm. Yeah. Và đồng hành với các bạn ngày hôm nay sẽ là một vị khách mời nghệ sĩ rất là dễ thương. Đó chính là người đẹp siêu mẫu Mâu Thủy. Hello, xin chào. Xin chào tất cả mọi người. Yeah, chào Mâu Thủy. Xin chào đội bong bóng và Huboda. Thủy cũng tham gia nhiều môn thể thao giống như là chạy leo núi, là chạy marathon bình thường. Và khi mà đến với môn parkour này thì mình nghĩ rằng là chắc là một cái điều gì đó rất là đặc biệt. Em đã từng xem rồi và thấy rằng đây là không phải là cái kỹ năng của các bạn kỹ thuật nữa, mà còn có sự sáng tạo trong từng cái bậc gạch khác nhau. Và rất là mong chờ, ở đây là Thủy tới đây là chỉ là khán giả thôi mọi người. Cho nên rất là mong chờ các bạn sẽ trình diễn như thế nào. Nhưng mà làm sao để có được những điểm chuyên môn đó, chúng ta cần đến những chuyên gia. Và ngày hôm nay, chuyên gia đó sẽ mang tên là Master, với một trong những niềm tự hào của Cascader Việt Nam. Xin mời mọi người chào đón Master Chiến Đỗ. Tôi tên là Chiến, 16 năm duyên nợ với ba cua. Từ đường phố đến những bộ phim điện ảnh thế giới, chỉ cần bạn nỗ lực, cố gắng không ngừng, luôn tích cực, chinh phục mọi thử thách, tôi có thể, bạn cũng có thể. Tuyệt vời, tuyệt vời. Xin chào anh Chiến đang đến với đấu trường đường phố ngày hôm nay. Và chắc chắn với tất cả những kinh nghiệm và tình yêu mến của mình dành cho ba cua, anh sẽ đưa ra những lời nhận xét và những con số điểm thật là công tâm, đúng không ạ? Mình sẽ có hai vòng là thi đấu. Thì sẽ có một vòng đơn. Vòng thứ hai mình sẽ có vòng đồng đội. Chúng ta hãy sẵn sàng bước vào vòng đầu tiên. Đó chính là vòng thi đấu cá nhân một chọi một. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Năng lượng tích cực hút tung thách thức, cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Vòng thách thức cá nhân sẽ có 3 trận đấu một chọi một. Theo luật, mỗi đội có 20 giây để thể hiện kỹ năng cá nhân của mình. Đội nào có tổng số trận thắng nhiều hơn sẽ giành được 30 điểm, đội còn lại được 20 điểm. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với đấu trường đường phố. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu đầu tiên được mang tên thử thách cá nhân. Gia đình bao bảo. Điện thoại. Cảm ơn các bạn. Huboda thì sao? Dạ, cháy lên nha mọi người nha. Yeah. Wow, ghê chưa, đỉnh chưa. Xin cảm ơn phần tạo nét của cả hai đội. Và tôi thấy là cái nốt cao nhất thuộc về Huboda. Yeah. Nên tôi sẽ cho các bạn bốc thăm trước. Với hai chiếc nón này thì đội của chúng ta hãy chọn một trong hai chiếc nón. Và từng thành viên hãy chọn lấy lá thăm của mình. Xin mời Mâu Thủy. Nào, các bạn chọn bên trái bên phải. Mọi người bốc vào thăm. Giữ yên ở đó nha. Khoan, hãy mở ra. Và bây giờ, chờ đón xem đối thủ của mình sẽ là ai đây. Chúng tôi đã ghi trên lá thăm. Xin mời các bạn xoay con số đó ra phía trước. Như vậy là bạn Nhân 1B sẽ đấu với 1A. Đó chính là Bảo, đội trưởng của gia đình bóng bóng. Nhân là một đối thủ rất là mạnh. Vào thời điểm cách đây 5-6 năm thì Nhân cũng đã từng nổi tiếng với cái kỹ thuật của mình. Nhân rất là có khả năng nắm vững được những cái kỹ thuật khó trong parkour. Riêng về gia đình bóng bóng thì họ có điều kiện để họ nâng cao được trình độ của họ là nhờ có phòng tập. Từ ngày xưa tới giờ thì cái trình độ của họ thì ai cũng đã biết rồi. Chúng ta chỉ có 20 giây cho mỗi phần trình diễn mà thôi.
Và bây giờ, cặp thi đấu đầu tiên xin được phép bắt đầu. Wow. Wow. Yeah. Rất tuyệt vời. Wow. Wow. Năng lượng tích cực hút tung thách thức cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Kết thúc 20 giây và bây giờ sẽ là 20 giây tiếp theo. Thế mạnh của anh Bảo thì thiên về chicken. Chicken là một bộ môn nó kết hợp của taekwondo là đá với lại xoắn của bên nhào lộn. Thế mạnh của mình thì thiên về nhào lộn nhiều hơn, còn chạy địa hình thì mình không mạnh về mấy cái thể điểm đó. Cổ vũ cho Nhân nào mọi người ơi. Tận dụng tất cả những gì đang có tại hiện trường của chúng tôi. Wow! Thời gian vẫn còn. Tuyệt đỉnh. Rất tuyệt vời. Xin chúc mừng các bạn. Kính thưa quý vị, đấu trường đường phố chúng ta đã rất sôi động ngay từ cặp thi đấu đối kháng đầu tiên. Và tổ trọng tài cùng với Master chuyên gia chiến đổ cũng đang tổng kết những số điểm trên 3 rem điểm trên thang điểm của chúng tôi. Rất căng thẳng. Chỉ chênh nhau một điểm thôi sao? Wow! Chúng tôi đang có 18 và 17. Chỉ chênh nhau đúng một điểm thôi. Như vậy, tỷ số 1-0 đang tạm thời nghiêng về cho đội. Huboda! Thế mạnh của mình là nắm được rất là nhiều kỹ thuật. Tuy nhiên là với khoảng thời gian hạn chế thì mình không thể tận dụng hết được những gì mình có, cho nên là mình đang phải chắt lọc. Bước đầu tiên mình đã sử dụng kỹ thuật dash, sau đó kết hợp với wrestler và kết thúc bằng một chuỗi combo bao gồm aerial và xoắn một vòng trên không. Thì cái điểm mà khiến Nhân vượt qua được cái số điểm của mình thì mình nghĩ đấy là do Nhân đã thực hiện chiêu xoắn hai vòng trên không. Và điều đó là mình cảm thấy Nhân thực sự xứng đáng với phần thi của mình. Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp thi đấu thứ hai. Bảo là một người mà theo như mình đánh giá, Bảo có một cái thể lực nền tảng rất là vững. Trong quá trình di chuyển từ nhà đến đây thì mình đã bị một chút say nắng, dẫn đến mình bị sốt nhẹ. Mình không xem nó như là một cái trở ngại lớn. Cả hai đã sẵn sàng ở vị trí của mình. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu! Yeah! Boy Suka di chuyển rất nhanh nhẹn. Tuyệt vời! Quá đẹp mắt. Anh ấy thực hiện thêm một pha khứ hồi nữa. Nếu mà trong giới anh em được đánh giá với nhau thì Dương chắc chắn là được
đặt cao hơn em. Và em cũng không vì thế mà mất đi động lực của mình. Em sẽ cố gắng giữ lại động lực và ghi điểm ở trong vòng đấu thứ nhất. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu! Và đây rồi, đây rồi! Cổ vũ cho Bảo nào! Yeah, rất cao, rất cao! Tuyệt vời. Đã kết thúc 20 giây dành cho cặp thi đấu thứ hai. Và bây giờ chuyên gia chiến đấu cùng với ban trọng tài đang tổng kết những số điểm dành cho đội này. Không biết tỷ số sẽ như thế nào đây? Sẽ là một sự cân bằng hay sẽ là một sự vượt trội đây? Cái vốn skill của Bảo á, nó vượt quá giới hạn của bản thân mình. Nhưng mà thay vào đó, điểm mạnh của mình là liên kết những động tác sau đó cho mượt nhất. Tại vì Bảo thì chuộng về skill rất là khỏe, rất tốt. Còn mình thì cố gắng tập những cái gì đó liên kết giữa động tác này và động tác khác. Và tỷ số theo thang điểm đặc trưng của môn parkour dành cho cặp đấu này là 16 và 14. Rõ ràng rất là cân tài, cân sức. Không biết chênh lệch 2 điểm này phụ thuộc vào yếu tố nào anh Chiến hả? 2 yếu tố là chuỗi và đi chít chuẩn. À. Như vậy với sự chuẩn chỉnh đó đã mang về tỷ số hiện tại là 1-0. Chúc mừng gia đình bóng bóng. Các bạn làm rất tốt và thực hiện trọn vẹn được cả một đường đua rất dài như vậy. Mình không tội lỗi cho sức khỏe, nhưng mà như các bạn thấy đó, mình vẫn thua. Sau vòng đấu đầu tiên, em nghĩ skill mà em được chấm điểm cao hơn Dương chắc là skill cuối cùng mà khi em đã lộ ra vật. Em lộn qua một vật vừa cao và vừa xa. Thì em nghĩ là cái đó ban giám khảo đã hơi ưu ái và chấm cho em được cao điểm hơn Dương. Rất căng thẳng thưa quý vị. Như vậy trải qua 2 lượt thi đấu, tỷ số hiện tại đang là 1-0 rồi. Và chắc chắn cặp thi đấu cuối cùng sẽ quyết định xem đội nào được 30 điểm và đội nào được 20 điểm. Tất cả vào vị trí. Ngày hôm qua, nguyên một ngày hôm qua thì mình không có ở Sài Gòn, mình không có ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang ở Hà Nội. Và sáng nay 4 giờ rưỡi mình dậy để mà đi chuyến bay 6 giờ 40 từ Hà Nội về lại Sài Gòn. Và xong thì mình chỉ về cất đồ rồi ăn được một ít bánh xong rồi là lại chạy lên đây để mà chơi và tiếp sức với anh em. Thì cũng may mắn là nó không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của mình nhiều, mình vẫn còn đủ sức khỏe để mà thi đấu với anh em. Anh cho em hỏi rằng mấy bạn ở trước khi mà chạy mấy bạn hay như vậy là sao anh? Đối với môn parkour, em có thể thấy được rằng là bộ môn thể thao này không đòi hỏi những người chơi sẽ phải có những trang bị bảo hộ nhất định giống như những môn khác về cùi chỏ, về đầu gối hay là phần đầu, phần cổ, mà là họ chỉ cần bộ trang phục trên người và đặc biệt là đôi giày với độ ma sát cần thiết nhất có thể để bám sát trên địa hình. Và em có thể thấy được rằng là họ phải liên tục ma sát cái đế giày của mình thật là sạch để có thể bám trên từng cái chướng ngại vật cũng như là đường đua của mình. Và bây giờ hãy sẵn sàng với cặp thi đấu thứ 3. Túi vào vị trí rồi mọi người ơi. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Rất mạnh mẽ, rất linh hoạt, quá tuyệt vời, rất đẹp mắt các thưa quý vị. Wow, rất cá tính, rất cá tính, tuyệt vời anh Tú. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu của gia đình bong bóng nha.
Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Hay lắm Huy ơi. Lấy đà, bật xa. Rất đẹp mắt. Cực kỳ uyển chuyển kìa thưa quý vị. Sự cặp đấu cuối cùng này đã khiến cho chúng ta cảm thấy rất là sôi động với nguồn năng lượng tích cực của họ đã mang lại cho tất cả mọi người. Trình độ của cả hai cũng tương đương với nhau. Bây giờ sẽ là một pha cân não đến từ thành phần ban giám khảo cũng như là tổ trọng tài. Số điểm đã có và tỷ số hiện tại là 2-1. Chắc chắn là điều đó. Kính thưa quý vị, tỷ số 2-1, 30 điểm và lợi thế đang nghiêng về cho đội Hu Ba Đô. Em nghĩ cái vòng đấy em thua bởi vì cái chân em nó đang đau, nên em cũng chỉ nghĩ ở những cái đường chạy ấy để giảm bớt cơn đau cho cái chân em. Thật ra thì em cũng không ngờ, em không ngờ là mình thắng cái vòng đó. Tại vì với phần thi của em á, thì em chú trọng vô cái độ mượt. Tất cả những cái skill ở từng bục á, thì nó liền mạch với nhau, chứ nó không có bị rớt đà, hoặc là nó không có bị dậm chân, hoặc là nó không có bị mất nhịp nào cả. Quá tuyệt vời, một tràng pháo tay dành cho hai đội nào. Sau khi vòng 1 mà bọn em bị thua điểm thì em cũng có nói với anh em là thôi không sao, anh em đã cố gắng hết mình rồi. Cố gắng vòng 2 cứ vẫn giữ cái tinh thần như đó, như vậy. Anh em hết mình, không hối hận là được. Kính thưa quý vị, và bây giờ Hoài Đại Bơ cùng với Mâu Thủy đang rất nôn nóng chờ đợi xem phần thử thách đồng đội sẽ diễn ra kịch tính như thế nào cùng với bộ môn parkour ngày hôm nay cùng với đấu trường đường phố. Vòng thách thức đồng đội thi đấu 3 chặng. Chặng 1, các vận động viên sẽ xuất phát từ cổng, chạy vào khu vực giếng trời, vượt qua các chướng ngại vật zig zag. Chặng 2, chạy lên cầu thang, sau đó vượt qua các chướng ngại vật tại tầng 3. Chặng 3, vượt qua khu vực chiến nghĩa ở cầu thang tầng 4 đã bị khóa. Đội nào hoàn thành các thử thách và về đích lấy cờ trong thời gian sớm hơn sẽ được 20 điểm, đội còn lại được 10 điểm. Theo luật, nếu cả 3 bạn cùng hoàn tất, vượt qua từng chặng mà không có ai bỏ cuộc sẽ giành được 5 điểm cho mỗi chặng. Nếu chỉ có 2 thành viên vượt qua được từng chặng sẽ giành được 3 điểm cho mỗi chặng. Nếu chỉ có 1 thành viên vượt qua được từng chặng sẽ giành được 1 điểm cho mỗi chặng. Tổng điểm của cả 2 vòng thi cùng với điểm tích lũy ở các thử thách của đội nào nhiều hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Bên cạnh đó là những động tác cực kỳ nguy hiểm, nên chúng tôi khuyến cáo với quý vị khán giả xem đài, chúng ta sẽ không thử những hành động này tại nhà nếu như không được vượt qua những quá trình huấn luyện rất là chuyên nghiệp và kham khổ của các vận động viên. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu của đội đang có được nhiều ưu thế với 30 điểm, đó chính là đội Hu Bo Da. Cái chuyện chiến thuật về thể lực á, thì anh em Bubble Family á, là một team rất là mạnh về thể lực. Thì mình ngay từ đầu mình đã ngờ và mình đã xác định được là cái phần thể lực là bên mình thua. Còn về phần kỹ năng thì nó như nhau cả. Thì mình đã cố gắng đưa ra một cái chiến thuật tốt nhất để mà giữ được thể lực cho cả team. Vào vị trí. Tất cả đã sẵn sàng. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu.
Một tràng pháo tay dành cho Huboda. Xuất sắc và cực kỳ ấn tượng. Không biết là tổ trọng tài cùng với chuyên gia Chiến Đổ đã tổng kết được tổng thời lượng hoàn thành thử thách của đội Huboda là bao nhiêu lâu không ạ? Tổng thời lượng là 59 giây 82. Xem xem 1 phút luôn, quá kinh khủng. Bên cạnh đó thì những cái sticker các bạn ấy thu thập được như thế nào ạ? Sticker bên đội này đã bị thiếu một cái. Trong vòng 2 thì chiến thuật mà anh em đưa ra là sẽ cố gắng chạy, sẽ không có ai chạy trước chạy sau, nhưng mà sẽ phân công ra người nào khỏe nhất sẽ người chạy nhanh nhất để hoàn thành cái việc lấy cờ, và hai người sau sẽ cố gắng theo đó và làm bàn đạp cho người cuối cùng để lên. Thì mình là người chạy đầu tiên, do cái việc mà mình bị cuốn trong việc chạy quá thì mình đã quên đi điểm thứ 3 lấy sticker. Và bây giờ hãy sẵn sàng vào lượt thi của mình nào. Thời điểm Huboda kết thúc vòng thi của mình với ưu thế dẫn trước từ vòng thi thứ nhất và với thành tích thời gian rất là nhanh thì đấy là áp lực rất là lớn đối với team mình, và tất cả những anh em đã thống nhất với nhau là sẽ thi đấu hết sức. Chúng mình đã tính được với cái thể lệ của cuộc thi thì nếu giành chiến thắng về mặt thời gian và tất cả các thử thách thì có khả năng là sẽ lấy được kết quả hòa. 3 thành viên Tracer đã sẵn sàng chưa nào? Vào vị trí 3, 2, 1, bắt đầu! Chúc mừng cho gia đình bong bóng đã hoàn thành được thử thách của mình. Chúc mừng các bạn. Rất trẻ, rất khỏe, đầy nhiệt huyết và đầy niềm tích cực ngày hôm nay với năng lượng được phát ra bởi hai đội chơi. Và bây giờ, với sự thống nhất của ban trọng tài, chúng tôi đã có được thành tích và tổng thời lượng của gia đình bong bóng. Wow, rất ấn tượng quý vị. 59 giây. 25. Wow, không thể tin được. Sự chênh lệch tính bằng phần trăm của giây, kính thưa quý vị, kẻ 8 là người 800 gram nha quý vị, cân bằng với nhau. Bên cạnh đó, gia đình bong bóng còn thu thập về đầy đủ tất cả các sticker. Chúc mừng các bạn. Và thời điểm mình nhận ra team Huboda đã bỏ qua sticker ở thử thách cuối cùng. Những cái sticker các bạn ấy thu thập được như thế nào ạ? Sticker bên đội này đã bị thiếu một cái. Ây cha. Thì chúng mình đã quyết định là phải bung hết sức ra, bung hết tất cả những gì mình có thể đạt được. Mấy anh em bị tâm lý thua ở vòng 1 thì cũng bàn với nhau, anh em mình đến đây không phải thua, anh em phải thắng. Và chúng ta chưa biết được lợi thế đang nghiêng về đội nào. Chúng tôi đã tổng kết 2 số điểm bởi 2 vòng thi đấu cá nhân và đồng đội trong bộ môn ba khuôn ngày hôm nay cùng với đấu trường đường phố. Tỷ số hiện tại đang là 55 và 53. Xê xích chỉ có 2 điểm luôn quý vị à. 2 điểm. Rất tuyệt vời. Và chúng tôi xin được phép công bố và chúc mừng, đó chính là đội, đó chính là đội tự nhiên muốn hát xì hả? Gia đình bong bóng. Rất tuyệt vời, chúc mừng các bạn. Cảm ơn tinh thần thể thao tuyệt vời mà các bạn đã dành cho nhau.
Quá xuất sắc kính thưa mọi người. Mình dùng lời xin lỗi đến đồng đội của mình là Tú và Nhân, đặt quá nhiều niềm tin cho mình và tất cả những anh em ở đây đã cổ vũ cho mình rất là nhiều, nên mình cảm thấy rất là buồn. Sau này mình sẽ cố gắng không trở thành bao gạo cho anh em nữa. Về nhà hút tục thắt lưng. Ngay sau đây sẽ là phần thưởng dành cho đội gia đình bong bóng. Giờ cao chức cúp nào. Và bên cạnh đó sẽ là một tấm vé vào thẳng đêm gala. Đây sẽ là một đêm rất đặc biệt khi chúng ta có được sự hội ngộ của rất nhiều tài năng của văn hóa thể thao đường phố. Và chúc cho đội gia đình bóng bóng tiếp tục tỏa sáng trong đêm gala. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và xin hãy nhớ đến lịch hẹn của chúng ta, đó chính là 22:45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của nhãn hàng nước tăng lực Red Bull. Tiếp năng lượng tích cực, hút tung thách thức. Yeah!